thủ của mình. This was one match of the best of 3 sets. With the left pitcher from Indonesia, Christopher Rungkat. Left pitcher from Jakarta, Surabaya. Surabaya just shows his talent. Trận đấu bắt đầu với game giao bóng của Rungkat. Không qua lưới, 15 đều. Bàn tay thiếu chính xác của Go Soeda. Và game cho Christopher Rungkat. Một sự khởi đầu tốt cho tay vợt Indonesia. своего туса. Молодец. Và lốp bóng chưa đủ của Rungkat. Vào bóng rất nhanh. Những tình huống điều bóng chủ động của Go Soeda. Game cho Go Soeda. Và dứt điểm tốt của Christopher Rungkat. Đối đầu với tay vợt có đẳng cấp cao hơn, nhưng Rungkat cũng đang có được một thế trận rất tự tin. Game thắng dành cho Rungkat. Cú trái trong tư thế hơi mất thăng bằng của Rungkat. Và dứt điểm tránh lưới tốt của Go Soeda, 40-30. Và trả ra bóng tốt của Christopher Rungkat. Bóng đã đi ra ngoài. Hơi đáng tiếc cho Go Soeda. Cơ hội giành break cho Rungkat. Giao bóng tốt đến từ Go Soeda. Không được, tình huống mở bóng ra góc không thành công của Rungkat. Go Soeda vẫn đang làm tốt khi phải đối mặt với breakpoint. Rất khó bẻ game tay vợt người Nhật Bản. Một thuận tay hơi mạnh. Phải ra bóng chạm lưới của Rungkat. Game cho Rungkat vẫn đang duy trì được sự cân bằng trước Go Soeda. Tình huống đánh điểm rất chính xác của Go Soeda, đưa bóng vào trúng dây, đẩy Rungkat ra vị trí rất xa, liên tục phải di chuyển vất vả cho tay vợt Indonesia. Và ở tình huống quyết định là một pha bóng mà Rungkat đánh bất lực trước một cú đánh vào vị trí mà anh vừa để lại. Game cho Go Soeda. 6 game đấu trôi qua và tỷ số lúc này đang là 3 đều. Trả ra bóng không qua lưới. Ra bóng cũng là một trong những điểm mạnh của Christopher Rungkat và anh đang duy trì được điều đó trong set đầu tiên. Và Rungkat đã nhanh chóng kết thúc game đầu. Cùng ra bóng tốt vào góc chữ T. Trong khoảng thời gian tháng 9 vừa qua thì Christopher Rungkat thi đấu khá ít. Trước đó ở khoảng thời gian tháng 8, tay vợt Indonesia đã thi đấu rất thành công. Sau khi lọt vào trận chung kết tại giải F2 ở Việt Nam, Rungkat tiếp tục có những giải đấu rất tốt tại quê nhà Indonesia đánh giải Men Future khi mà anh liên tiếp có được những chiếc vô địch ở các nội dung đơn và nội dung đôi. Và dứt điểm tốt của Go Soeda. Lại một điểm winner nữa dành cho Go Soeda. Năm 30 và ra bóng tốt của Christopher Rungkat. Một bóng chéo chân không thành công của Go Soeda. Rất chủ động lên lưới. 40 đều. Game đấu bản lề của Christopher Rungkat và Go Soeda đang cố gắng để giành break. Lợi dao dành cho Rungkat. Và game 5-4 cho Rungkat trong set đầu tiên. Và trả rõ không hiệu quả của Christopher Rungkat. Tỷ số đã là 5 đều. 10 game đấu trôi qua, chưa tay vợt nào có thể tạo ra được khó khăn cho đối thủ khi cầm giao bóng. 50. Giao bóng tốt của Rungkat. Rungkat vẫn đang thể hiện phong độ giao bóng rất ổn định của mình ngày hôm nay. Pha xử lý thuận tay ổn định của Christopher Rungkat. Mười lăm bốn mươi, cơ hội giành break lại đến với Rungkat. Smart hỏng. Một sai lầm rất nghiêm trọng của Go Soeda ở game đấu quyết định. Trước đó cũng đã có những thời điểm Go Soeda phải đối mặt với breakpoint nhưng anh xử lý rất tốt. Còn lần này trong một pha bóng không quá khó thì tay vợt người Nhật Bản lại mắc lỗi. Set đấu đầu tiên, Go Soeda có 6 điểm ace, nhiều gấp đôi Rungkat, lỗi kép chỉ là 1 so với 2 của đối phương nhưng giao bóng 1 trong sân thì rất thấp, chỉ 54%. Trong khi Rungkat đã nói set đấu đầu tiên là một set đấu mà anh giao bóng và phát huy phong độ rất cao. Điểm winner ít hơn 4 điểm nhưng lỗi đánh hỏng cũng ít hơn tới 10 điểm. Go Soeda trong set 1 không một lần nào có thể gây khó khăn cho game giao bóng của Rungkat, trong khi Rungkat đã có tới 3 breakpoint và tận dụng được 1. Chiến thắng với tỷ số 7-5 sau khi Go Soeda mắc lỗi nghiêm trọng ở game đấu thứ 12. Trái không qua lưới của Rungkat. Breakpoint đầu tiên mà anh phải đối mặt trong trận đấu này. Và như vậy Go Soeda đã bẻ được game giao bóng của Christopher Rungkat. Hai game liên tiếp là hai game mà các tay vợt để mất break. Nhưng với Rungkat, anh đã giành được break ở thời điểm quan trọng, vừa đủ để kết thúc set đầu tiên. Và giờ dù đã bị dẫn trước trong set 2 nhưng vẫn còn rất nhiều thời gian cho Rungkat để có thể sửa sai. Bóng tốt, điểm cho Rungkat. Góc đánh tốt cho Go Soeda, rất nhiều giải pháp lựa chọn. Và Go Soeda không cần sử dụng một cú đánh quá nhiều lực mà thay vào đó là một tình huống đặt điểm về cuối sân. Không được. Tình huống kê vợt thực hiện cú dummy không thành công của Go Soeda. Điểm dành cho Christopher Rungkat. May mắn đứng về phía tay vợt người Nhật Bản. Cú trái không tốt của Rungkat. Lỗi ra bóng kép của Rungkat. Nguy cơ mất thêm một game ra bóng nữa. lại là điểm dành cho Go Soeda. Và ép trái tốt của Go Soeda. 4-1 trong set đấu thứ hai, đại bàng người Nhật Bản đã có tới 2 break trong set đấu này. (15-30), một điểm số quan trọng cho Go Soeda. Cú trái hơi khó của Christopher Rungkat. Một bóng không thành công, rất đáng tiếc cho Rungkat. Trái lỗi. Một một game ra bóng khó khăn với Go Soeda. Mất đi một break, lợi thế của Go Soeda lúc này chỉ còn một nửa. Bóng ngoài. Đang có khá nhiều lỗi tự đánh hỏng của Go Soeda. Lại là một pha ra bóng tốt nữa của Christopher Rungkat. Game cho tay vợt người Indonesia. Tỷ số lại được rút ngắn. Lợi thế của Go Soeda lúc này chỉ còn là một break, với chênh lệch cũng chỉ là một game. Tình huống dồn sâu tốt của Go Soeda. Và ra lực thiếu chính xác của Christopher Rungkat. Không. Bóng ngoài đã có điểm cho Rungkat trong game đấu này. Game cho Go Soeda. Một game thắng nữa thì Soeda sẽ cân bằng được tỷ số trận đấu và kéo Rungkat sang set 3 quyết định. Là một tay vợt hạt giống của giải đấu này, sẽ là một bất ngờ lớn nếu như Go Soeda phải dừng bước ngay từ vòng 1. Trả ra bóng rất tốt. Một tình huống hiếm hoi khi mà Rungkat không phát huy được hiệu quả ra bóng 1 và lập tức đối mặt với tình huống tấn công của Go Soeda. Cắt bóng ra ngoài. Rungkat vẫn chưa phải đối mặt với set point. (15:40) giờ sẽ là những cơ hội cho Soeda. (30:40) Trái không qua lưới. Như vậy ở set point thứ hai thì Rungkat đã thất bại. Go Soeda giành chiến thắng 6-3 trong set đấu này và cân bằng tỷ số 1-1. Trong sâu thứ hai, Rungkat có 2 điểm ace nhưng mắc 3 lỗi kép, hiệu quả giống 1 của hai tay vợt là tương đương nhau. Điểm winner của Rungkat nhiều hơn nhưng lỗi đánh hỏng cũng nhiều hơn so với Go Soeda, chỉ giành được 1 break so với con số 3 của đối thủ. Rungkat thất bại với tỷ số 3-6 và cũng để cho Go Soeda có cơ hội cầm giao bóng trước trong set đấu thứ 3. Đó có thể coi là một lợi thế về mặt tâm lý. Set đấu thứ 3 sẽ bắt đầu với game giao bóng của Go Soeda. Ngoài tầm với của Christopher Rungkat, ý đồ xử lý rất rõ ràng của Go Soeda. Giao bóng ra góc chữ A, đẩy Rungkat ra xa khỏi sân đấu, rồi điều bóng về hướng còn lại. Giao bóng tốt. Vẫn là góc chữ T trong cú giao bóng ở ô số 1 của Rungkat. Ngay game giống đầu tiên trong set đấu thứ 3, Rungkat đã phải đối mặt với breakpoint. Bóng ngoài. Cú trái không tốt của Rungkat chưa thể kết thúc được game giao bóng. Pha xử lý không chính xác của Go Soeda. Và như vậy Rungkat đã có được game thắng này. Tỷ số được cân bằng 1-1 trong set đấu thứ 3. Rungkat vẫn giữ được sự so kè quyết liệt với Go Soeda, tay vợt hơn hẳn anh về đẳng cấp. Tay vợt đã từng đứng top 50 thế giới, không phải chuyện đùa. 13. Pha xử lý tốt của Go Soeda. Tình huống lên lưới nhưng chưa kịp làm gì của Rungkat. Một game thắng trắng dành cho Go Soeda. Relax, come on. Soeda needs 4 games. Good one. Tỷ số được nâng lên 4-1 cho Go Soeda trong set đầu thứ 3. No, 0-40. Lại có thêm cơ hội giành break cho Go Soeda. Năm một, lợi thế quá lớn cho Go Soeda vào thời điểm này. Không cho Go Soeda. Giao bóng tốt. Chiến thắng đã đến rất gần với tay vợt người Nhật Bản. Không còn cơ hội quay trở lại cứu bóng cho Christopher Rungkat. Và như vậy trận đấu đã kết thúc. Go Soeda sau khi bất ngờ để thua trong set đầu tiên đã ngược dòng thành công để giành chiến thắng chung cuộc sau 3 set đấu. Một trận đấu tương đối khó khăn cho tay vợt người Nhật Bản. Tay vợt lúc này đang xếp hạng 129 thế giới và đã từng có thời điểm đứng trong top 50. Chiến thắng với tỷ số 5-7, 6-3 và 6-1. Trong trận đấu giữa Rungkat và Go Soeda, Rungkat có 7 điểm ace và cũng mắc tới 7 lỗi kép, trong khi Go Soeda có tới 9 điểm ace và chỉ mắc lỗi kép có 2 lần. Hiệu quả gió 1 trong sân dù không tốt bằng Rungkat, nhưng điểm winner và lỗi đánh hỏng đều là những tỷ số tốt hơn. Nhiều hơn 9 điểm winner và mắc ít hơn 12 lỗi tự đánh hỏng. Có 8 cơ hội bẻ game của Rungkat và Go Soeda tận dụng được 5. Tay vợt người Nhật Bản Go Soeda đã có sự điều chỉnh tốt trong 2 set đấu sau khi để thua set 1 với tỷ số 5-7 để có được chiến thắng chung cuộc. Quy tụ 4 tay vợt nằm trong top 100 thế giới: Malek Jaziri, Dudi Sela, Daniel Taro, Jordan Thompson. Cùng với đó là Sergiy Stakhovsky, Marinko Matosevic. Và dĩ nhiên, không thể thiếu hai tên tuổi hàng đầu của quần vợt Việt Nam là Lý Hoàng Nam và Nguyễn Hoàng Thiên. Đón xem ATP Challenger Vietnam Open trên Thể Thao TV và Thể Thao Tin Tức HD. Hấp dẫn, kịch tính và đẳng cấp, nơi mà những siêu sao xuất sắc nhất thế giới